Rồi bây giờ các bạn có thể thấy rõ cái cấu trúc hình học QD của Swan 12 tốc và Shimano 12 tốc. Các bạn thấy Swan không bao giờ làm cái QD của cái về SRAM thì không có đầu nối QD nha các bạn, kể cả đời mới và đời cũ không có. Nhưng mà đối với SRAM cái cánh này nè, cánh gà cánh dưới này nè, của SRAM thường nó dài hơn Shimano chút. Thì lý do các bạn thấy những dòng SRAM đời cũ á, MTB của SRAM á, cái chân dài của SRAM á cũng ngắn hơn của Shimano, nhưng mà lên được đến lip 36. Trong đó Shimano mà chân lỡ, chân bằng của SRAM không lên được lip 36. Tại anh này lấy sơn lên chút xíu rồi các bạn, nó dài ra chút xíu là lấy thêm cái biên độ và thêm sơn đó nha. Còn dòng đời mới đây Shimano, từ Shimano của M601 cho đến M9911 thì M911 thì các bạn thấy cấu trúc giống như nhau. Shimano đời tốc độ 12 tốc độ thì họ không dùng cái đầu nối của đề, nhưng mà cánh gà họ dài hơn. Tôi có thể cho các bạn xem. Khi chúng ta so sánh đó, hai cắt này nè các bạn, để mở đá nè, thì nó mà là một góc độ, là một góc độ nha, chứ không có đứng nha. Còn những dòng này các bạn, nó là một đường đứng nha các bạn, tại cùi đệ nó nghiêng xuống đó, nó là một đường đứng, nó không có nghiêng. Và kể cả SRAM cũ đây các bạn, các bạn thấy ngắn nha, nhưng thật sự không ngắn nha, tại anh này anh tụp vô khúc nè, bạn thấy không, nó dài nè, dài Shimano nha. Lý do đó chân này ngắn. Và trong khi đó Shimano đời cũ các bạn thấy chân dài dẫn lên 36, nhưng anh này dẫn lên tới 36, mà Shimano rút ngắn chân lại chân trung của Shimano bằng chân này của S4 nè, nhưng mà không lên được 36 tại không đủ sơn. Cái cánh gà này vẫn đủ nha các bạn, giống như nhau của Shimano, Rod MTB đều giống như nhau hết, nhưng mà chỉ khác cái chân thôi. Rồi bây giờ chúng ta so sánh cái dòng Shimano đây, các bạn thấy cái trục quay, cái tâm gốc quay đây, gốc quay này các bạn thấy đây là một cái góc, đây biên độ cũng là biên độ phụ các bạn, chính là cánh gà nha. Còn đối với dòng này đây là cái này cũng là phụ và cái này là chính, nhưng mà biên độ này lớn hơn của đời cổ điển nhiều. Còn M6000 thì các bạn thấy cánh gà dài nối trên. T4000 Shimano, T4000 Allegro, T4000 đổ lên cho tới 616, 615 và M6000 thì các bạn thấy đó, tăng biên độ trên, tăng cánh gà dài và gốc quay là tâm của đề của trên, của cùi đề trên, gốc quay là tâm của bánh xe đề trên, các bạn thấy không, khi nó mở nè, đi các bạn thấy không, đi hết ra nhiều thì cái bánh xe đề này nè đi về phía sau nha, đi hướng về phía sau, đi một vòng cung. Còn đối với SRAM và Shimano 12 thì cấu trúc hình học lại khác, các bạn thấy đi càng lớn nè, đấy anh này đi vòng cung nè, nó đi vòng cung nha các bạn, nó đi thế này đây đó, anh đời cũ đi vòng cung từ bên đây nè, từ ngay bánh xe này nè, đi xuống hướng ra bánh da dòng răng lớn nhất của clip ha, một vòng cong về phía sau. Còn anh này đi vòng ngược lại đối xứng, các bạn thấy rõ ràng không, đúng không? Rồi vậy chúng ta đã chia sẻ được những thông tin này, các bạn có thể nhìn cụ đề và chúng ta và các bạn có thể biết được cụ đề đó dành, mặc dù chúng ta không biết nó bao nhiêu tốc độ, nhưng mà nó có thể biết được nó dùng cho những dòng nào.